Chào mừng các em đến với giờ học trực tuyến ngày hôm nay, bộ môn Ngữ văn 8. Hôm nay, thầy trò chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu tiết 21, luyện tập viết đoạn văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm. Các em mở sách giáo khoa ra trang 83 và trang 84. Trong quá trình nghe giảng, các em theo dõi sách giáo khoa, chúng ta không chép bài. Chúng ta có thể chép sao và phần chép bài nằm ở cuối video clip này. Một la mã, chúng ta cùng nhau tìm hiểu từ từ sự việc và nhân vật đến đoạn văn tự sự có yếu tố miêu tả và biểu cảm. Cho các sự việc và nhân vật sau: Chẳng may em đánh vỡ một lọ hoa đẹp. Em giúp một bà cụ qua đường vào lúc đông người và nhiều xe cộ đi lại. Em nhận được một món quà bất ngờ nhân ngày sinh nhật hay ngày lễ Tết. Muốn xây dựng một đoạn văn tự sự đầu tiên chúng ta sẽ phải nắm được các bước xây dựng đoạn văn từ có kết hợp yếu tố miêu tả về biểu cảm bước một chúng ta sẽ lựa chọn ngôi kể ngôi kể thường có hai ngôi kể ngôi một hoặc là ngôi ngôi bà tùy vào đề bài mà chúng ta chọn lựa ngôi kể cho phù hợp ví dụ như đó là câu chuyện của em Câu chuyện em làm thì chúng ta sẽ kể theo ngôi thứ nhất. Còn câu chuyện em nhìn thấy được, em chứng kiến được, em nghe được thì đó là ngôi thứ thứ ba. Bước 2, xác định thứ tự kể. Thứ tự kể sẽ đi từ hoàn cảnh diễn biến cho đến kết quả. Thứ ba, xác định đưa yếu tố miêu tả biểu cảm vào đoạn văn như thế nào. Ở đây, chúng ta phải xác định mình đưa cái gì và đưa vào chỗ nào và đưa bao nhiêu chứ không phải là muốn đưa vào chỗ nào đưa muốn đưa bao nhiêu đưa nó sẽ làm cho đoạn văn của mình trở nên không hay không hấp dẫn Bước 4 viết đoạn văn hoàn chỉnh lưu ý đây là một đoạn văn hoàn chỉnh thì các em không được tách thành nhiều đoạn à, Cái này rất dễ sai nên thầy nhắc lại một lần nữa Tuy rằng một đoạn văn nhưng các em vẫn phải đảm bảo cho thầy nó có bố cục ba phần đàng hoàng mở đoạn, thân đoạn và kết đoạn. Phần này chúng ta phải ráng ghi nhớ. Bây giờ chúng ta sẽ áp dụng các bước viết đoạn văn đó cho đề số 1. Ở đây thầy có gợi ý cho các em. Ở đây là thầy chỉ gợi ý về phương pháp thôi nha. Còn cụ thể như thế nào thì nó tùy thuộc vào khả năng hành văn cộng với sự sáng tạo của mỗi em. Thầy để cho các em sáng tạo chứ thầy không có làm sẵn cho các em ha. Rồi. Ở đây chúng ta nhớ cho thầy tự sự. Đây là một đoạn văn tự sự thì tự sự đóng vai trò là xương sống của cả đoạn. Nha. Nó đóng vai trò là xương sống của cả đoạn, nó rất quan trọng các bạn ha. Ở đây chúng ta sẽ xây dựng chuỗi những sự việc từ hoàn cảnh diễn biến cho đến kết quả. Thì chúng ta có thể dựng một cái hoàn cảnh xảy ra câu chuyện đó là mình chơi bóng ở trong nhà nè hay là mình đùa nghịch với lại con thú cưng của mình chẳng hạn à rồi mình vô tình làm vỡ lọ hoa à rồi khi làm vỡ lọ hoa mình nhớ lại cái độ trân quý của cha mẹ mình đối với nó à rồi mình sợ quá mình không nhận mình đổ lỗi à, rồi đấu tranh tâm lý sau đó cuối cùng mình nhận lỗi và mình được tha thứ đó là cái yếu tố tự sự còn yếu tố miêu tả à và yếu tố biểu cảm là yếu tố mình thêm vào làm cho câu văn làm cho đoạn văn của mình trở nên sinh động hấp dẫn hơn à. thì mình thêm không phải là mình thêm phải thêm thứ nhất là mình thêm cho đúng chỗ thứ hai là mình thêm cho đủ liều lượng à, quá liều dẫn đến tử vong đó nha các bạn à, không được quá liều đó đưa cho đúng cho đủ ở đây thì mình có thể đưa yếu tố miêu tả vào khúc nào mình đưa vào trong cái khúc hoàn cảnh cũng được mình miêu tả một cái không khí ngày cuối tuần À, rồi mình có thể đưa miêu tả vào chỗ diễn biến. mình miêu tả cái cảnh lọ hoa bị vỡ nát nè Miêu tả vẻ đẹp trước đó của nó rồi miêu tả cái nét, cái vẻ thất vọng của cha mẹ mình khi mình không chịu nhận lỗi mà mình đi đổ cho người khác. À, còn yếu tố biểu cảm mình có thể đưa vào những yếu tố nào và ở đâu. Mình có thể đưa yếu tố biểu cảm vào chỗ hoàn cảnh cũng được ví dụ như tâm trạng ở nhà buồn chán quá phải bày trò mà chơi, Thấy không? rồi khi chơi tâm trạng rất là vui vẻ, à, rồi diễn biến thì chúng ta có thể đưa yếu tố biểu cảm vào cái chỗ diễn biến ở chỗ nào? chúng ta nêu cái tâm trạng lo lắng sợ bị phát hiện khi mình làm vỡ nè, à, nhưng mà mình nghĩ về cái nỗi buồn của cha mẹ khi mà đánh vỡ một cái lọ hoa quý của cha mẹ như vậy, rồi mình uh... tiếp tục nói về cái cuộc đấu tranh tâm lý của mình, à, đấu tranh tâm lý việc nhận hay là không nhận, à, rồi cuối cùng, à, rồi cái kẹo chỗ kết quả chúng ta có thể đưa vào cái tâm trạng vui vẻ khi nhận ra lỗi và được tha thứ. Đó là cái gợi ý của thầy. Hay gợi ý tiếp các bạn cái đề số 2. em giúp một bà cụ qua đường vào lúc đông người và nhiều xe cộ đi lại. Thì đây như vậy. Đầu tiên ta xây dựng một cái chuỗi sự việc. Hoàn cảnh là khi đang vội đi học vì sắp trễ nè, à, rồi thấy bà cụ không dám qua đường, rồi dẫn đến giúp bà cụ. À, yếu tố miêu tả chúng ta có thể miêu tả chỗ nào? Mình miêu ở chỗ hoàn cảnh chúng ta có thể miêu tả thời tiết hoặc đường phố. À, ở chỗ diễn biến chúng ta có thể miêu tả bà cụ dáng của bà cụ đáng thương như thế nào, bà cụ cần giúp đỡ như thế nào. À, các bạn miêu tả càng hay à, thì càng rõ cái động lực của các bạn khi mà các bạn giúp bà lão. À, các bạn phải miêu tả để cho thấy bà lão rất là cần mình à, thì cái sự giúp đỡ của mình mới có giá trị có ý nghĩa được rồi mình miêu tả cái cảnh xe cộ đông đúc nguy hiểm như thế nào đấy mình có thể biểu cảm ở chỗ nào mình biểu cảm ở chỗ hoàn cảnh đó là tâm trạng lo lắng mình sợ trễ mình sợ trễ sẽ bị phạt bị mời phụ huynh các kiểu phải không rồi ở chỗ diễn biến chúng ta có thể biểu cảm chỗ nào ở thương bà đấy, mình thấy mình thương quá à, mình thấy mình muốn giúp rồi ở chỗ kết quả chúng ta có thể uh, thêm yếu tố biểu cảm ở chỗ nào? Thấy bà vui, rồi mình cũng vui lại like. cái tâm trạng vui vẻ của mình sau khi làm được một việc tốt. Rồi, thầy gợi ý cho các bạn đề số 3. Nhận được một món quà bất ngờ nhân ngày sinh nhật hay ngày lễ Tết. Thì đó, trước hết chúng ta cũng xây dựng chuỗi sự việc. Trong buổi tiệc sinh nhật, mình nhận được mình nhiều quà, nhưng mình bất ngờ với món quà của một người đặc biệt. Rồi buổi tiệc kết thúc. Đấy, chúng ta có thể miêu tả ở đâu miêu tả không khí buổi tiệc miêu tả món quà màu sắc hình dáng âm thanh vân v, v. À, món quà có gì đặc biệt à, rồi cái cảnh người tặng mình có thể tưởng tượng ra được cái cảnh mà người uh, tặng mình á, họ đã vất vả như thế nào khi tạo ra món quà đó hoặc là để truy lùng để mà mua được món quà đó chẳng hạn rồi mình có thể biểu cảm ở đâu mình biểu cảm ở chỗ hoàn cảnh tâm trạng vui vẻ của mọi người trong buổi tiệc nè à, rồi miêu tả mình có thể biểu cảm vào trong diễn biến của buổi tiệc vui vẻ háo hức à, khi nhìn thấy món quà thì ban đầu thì từ cái chê bai bởi vì nó đơn sơ nó nó không có gì là đặc sắc cho đến cảm thấy hạnh phúc khi nhận được ý nghĩa của nó chẳng hạn nhận biết được cái tình cảm của người tặng dành cho mình chẳng hạn à, rồi chúng ta có thể biểu cảm ở cái kết đoạn là bộc lộ cảm xúc với món quà với người tặng rồi, à, như vậy là xong thầy đã hướng dẫn xong các bạn ba uh, cái đề văn ở trong phần 1 la mã chúng ta đi qua phần 2 luyện tập cho sự việc và nhân vật sau đây sau khi bán chó lão hạ sang báo để ông giáo biết hãy đóng vai ông giáo và viết một đoạn văn để kể lại giây phút lão hạ sang báo tin bán chó với vẻ mặt và tâm trạng đau khổ ở đây các bạn cũng làm như vậy xây dựng một cái hệ thống À, từ sự miêu tả biểu cảm trước ở đây thầy tạm xây dựng như sau lão hạ bán chó sang nhà của mình mình ở đây là ông giáo mình sẽ đóng vai là ông giáo kể thân ngồi thứ nhất các em ha kể lại câu chuyện bán chó cho ông giáo cho mình nghe rồi sau đó lão hạ ra về đó là cái sự việc còn miêu tả chỗ nào mình có thể miêu tả không gian dáng đi của lão hạ vẻ mặt của lão hạ phải không rồi biểu cảm mình có thể biểu cảm cái gì sự đau đớn ân hận tự trách của lão hạ rồi mình biểu cảm cái sự cảm thương của mình, rồi mình cảm thấy buồn cho lão, rồi mình cảm thấy buồn cho những người như lão, mình cảm thấy buồn vì không giúp được lão chẳng hạn, đó là yếu tố biểu cảm đó các em. Bây giờ thầy gợi ý cho các em bằng một đoạn văn hoàn chỉnh. chiều đến, tôi hay có thói quen ra ngồi nhâm nhi ngắm trời ngắm đất mà nghĩ về thế sự đa đoan, rồi tôi nghĩ đến hàng sớm tôi lão hạ nghe binh tư nói lão đã bán cậu vàng con chó mà lão xem như đứa con trai cầu tự mới nhá lão đã vào đến ngõ với bộ đồ cũ kỹ rách nát dán đi thất thần lão ngồi xuống phản kế tôi thì thào bán rồi ông giáo à tôi bất giác không hiểu gì hỏi vặn lại bán gì chứ làm như đụng tới nỗi đau mà lão đang chôn giấu giọng lão chuồn xuống đôi mắt đỏ hoe miệng méo sệt chào ôi nó có biết gì đâu lúc bị bắt nó nhìn tôi có vẻ ức ức lắm tôi tệ quá ông giáo à tôi đã nhẫn tâm lừa nó nó tin tôi để rồi lão nấc lên từng hồi Ủa? Vừa nói, lão vừa nấc lên cay đắng. Ôi, lão hạ ơi, sao đời lại ác nghiệp với ông như vậy? Con trai đã bỏ đi biệt xứ chỉ vì nghèo túng. Giờ một con chó cũng không giữ nổi. Không phải bất công quá sao? Tôi vỗ nhẹ lên vai lão. Thôi, như vậy cũng là giải thoát cho nó. Cụ ngồi đây chờ tôi chăm bình trà. Hai ông cháu mình trò chuyện. Vừa nói hết câu, lão đã bám vào cột nhà run run đứng dậy khẽ nói thôi để khi khác tôi không dám phiền ông giáo nữa nói rồi lão quay lưng nhìn theo lạ cái lưng còng của lão mà lòng tôi nặng trĩu thật tàn nhẫn có người đáng thương còn ai khổ hơn lão nữa chứ rồi còn nói rồi tôi tiếp tục nghĩ về thế cuộc nhưng khóe mắt thấy cay cay rồi bây giờ mình thử xác định các yếu tố miêu tả biểu cảm được đưa vào trong đoạn văn tự sự này như thế nào ha Ở đâu ha Đầu tiên các bạn thấy không Bộ đồ cũ kỹ rách nát dán đi thất thần Giọng lão chuồn xuống đôi mắt đỏ hoe miệng méo xẹt Đó là những yếu tố miêu tả đúng rồi Còn chào ôi tôi tệ quá ông giáo à Lão nấc lên từng hồi Đây là những yếu tố biểu cảm. Bám vào cột nhà run run đứng dậy cái lưng còng của lão. Đấy là yếu tố miêu tả. Ôi lão hạ ơi, không phải bất công quá sao, lòng tôi nặng trĩu, thật tàn nhẫn, con người đáng thương còn ai khổ hơn lão nữa chứ. Khóe mắt thấy cay cay, đấy là những yếu tố biểu cảm, đấy là thầy gợi ý cho các bạn. Rồi, như vậy các bạn sẽ về nhà làm tiếp cho thầy bài tập số 2 trang 84 vào trong vở bài tập ha các em ha. Cảm ơn các em đã giỏi. Đây là phần mà các em sẽ ghi bản. Chúc các em học tập thật tốt. Chào các em.